Mấy trái bầu này một số Thanh cắt cách đây khoảng một tuần, một số thì Thanh mới cắt vô khoảng vài ngày thôi. Nhiều bầu quá mình sẽ làm những món gì đây? Hello, Thanh xin kính chào tất cả quý vị đến với Pick Up MB. Phải nói là năm nay Thanh bị bầu hành rất là nặng luôn, nhưng mà lại rất là vui quý vị. Thanh trồng chỉ có 2 dây bầu mà thu hoạch được rất là nhiều trái. Thì những đợt thu hoạch đầu tiên Thanh cho bạn và hàng xóm nhiều hơn là để nhà ăn. Nhưng đợt bầu này Thanh thu hoạch được 11 trái đó, Thanh chỉ cho bạn 4 trái thôi, còn 7 trái dự lý nhà. Tại vì những cái trái bầu 7 trái còn lại đó, Thanh hơi lười đó quý vị, thu hoạch hơi trễ. Cho nên các trái bầu hơi bị già một chút, mà bầu hơi già, Thanh cho bạn ăn thấy hơi kỳ, cho nên thôi để nhà. Thì hôm nay Thanh sẽ cố gắng cắt cho xong 7 trái bầu. Những cái trái bầu nào mà hơi già, già tới đó, như thế này nè, Thanh sẽ cắt làm kim chi và xắt miếng to to, luộc để trong ngăn đá ăn dần. Còn những trái nào mà quá già như là trái này. Trái này cũng thấy ngoài vàng đó quý vị, Thanh ấy để chiều nay ra cắt, rồi cái chiều quên xong qua ngày sau lượt cũng cắt tới chừng chừng mấy ngày thôi, trái bầu già, già to nè. Thì những trái bầu già như vậy nè, hột rất là cứng, cho nên mình ăn phần lớn là cái cơm của bầu thôi. Thì những cái trái này Thanh sẽ sắc lát mỏng đem đi sấy hay là phơi khô. Trái này khá nặng luôn á, Thanh nghĩ chắc cỡ 9 pound ít nhất á. Vừa tầm luôn để cho Thanh cử tạ. Để giờ Thanh sẽ bắt tay vào cắt những trái bầu này. Trái bầu này Thanh nghĩ là già vừa tới nè. Thì trái này Thanh sẽ cắt thành miếng to to luộc để trong ngăn đá. Để xem là trái này ở bên trong già tới nào. Bên trong trái này là già vừa tới nè quý vị, không quá già mà cũng không non. Thì trái này nè, mình cắt để làm kim chi hay là cắt miếng to to luộc để trong ngăn đá thì thích hợp. Mình cắt cái phần đầu của trái bầu trước. Phần đầu này thì không có ruột nhiều, không có bị hột nhiều, cho nên mình cắt dễ hơn là cái phần dưới. Thì cái phần đầu mình cắt như thế này. Cắt làm tư. Cắt miếng to cái này nè quý vị. Là khoảng chừng 2 phân, chiều có đồ dày 2 phân. Sắc miếng to to cái này nè, khi mà mình luộc xong rồi mình bỏ trong ngăn đá đó, cái miếng bầu này nó sẽ teo lại, nó sẽ co lại bớt, chứ không có to như vậy nữa, mà sẽ mất nước và nó sẽ nhỏ hơn chút. Còn cái phần ở dưới ấy, có hột nhiều thì cắt như thế nào? Bầu mình cắt mà bỏ trong ngăn đá khi lấy ra nó cái ruột bầu rất là nhũn, rất là mềm luôn. Cho nên nếu mà mình dùng bầu mà già hơn trái này đó để luộc á, Thanh thấy cũng tốt, là tại vì cái cơm của trái bầu dày. Còn cái ruột á, như Thanh nói là mình đã luộc rồi để trong ngăn đá, khi lấy ra cái ruột nó sẽ hơi bị nhũn. Thì cái ruột mình có thể mình không cần phải lấy nhiều. Cái trái này thật ra làm kim chi là anh thấy là thích hợp hơn nè. Tại vì cái vỏ nó chưa có cứng lắm.
Rồi giờ anh sẽ cắt cái phần này. Nếu như mà cái trái này mà hột quá già ở bên trong đó, thì mình sẽ cắt như thế nào? Bây giờ anh sẽ cắt cái trái nó ra thành thanh thanh đó, thành miếng dày dày trước rồi cắt lại thành thanh. Mình sẽ sắc gì nữa quý vị? Đó, mình sắc lại thành như thanh vậy đó. Thì cái phần bên này có, nếu mà có những cái hột cứng dính á thì mình lấy tay mình môi ra. Đó, như vậy nè. Cặp cái trái mà già quá đó thì hột rất là cứng. Mình cần bỏ mấy cái hột đi. Rồi mình sắc cũng thành thành miếng vuông vuông vậy đó. Như vậy. Thường thì cái ruột bầu của Thanh không có lấy. Cái ruột bầu này Thanh đem Thanh làm như là phân bón, giữ lại và để chôn vào đất. Môi lấy hạt già ra. Mình cắt như vậy để luộc bầu. Cái vỏ này nè Thanh lấy thì cũng sẽ chôn vào trong đất luôn để làm phân bón. Bầu mình chỉ cần luộc sơ qua thôi, nước sôi cho bầu vào luộc lên khoảng 2 phút là vớt bầu ra. Để bầu nguội xuống chút rồi mình múc bầu thành từng phần cho vô mấy cái chum nhựa như vậy nè, đậy nắp để trong ngăn đá ăn dần. Hôm nay Thanh bị bầu hạnh quá chừng luôn, mất một ngày trời để cắt xong 7 trái bầu. Thanh luộc hết 3 trái, được 13 phần ăn. Một trái Thanh sấy hơi dốt để làm kim chi. 3 trái còn lại thì quá già đi, Thanh sắc lát mỏng sấy khô. Thanh đang sấy đó, còn lại một mâm nữa. Còn lại một mâm to đó nữa đó quý vị, mới xong đó. Cái mâm ớt này là ớt đại hàng Thanh trồng vào năm ngoái nè. Hôm nay Thanh đem xay nhuyễn để làm kim chi bầu. Nguyên mâm ớt Thanh xay ra chưa được tới một chén bột ớt nữa. Bầu để làm kim chi Thanh thấy ăn cũng ngon đó quý vị. Thanh có chia sẻ video cách làm kim chi bầu này vào năm ngoái. Và Thanh sẽ để link của video trong phần bình luận cho cô chú, anh chị hay bạn nào cần. Hôm qua Thanh cố gắng làm hoàn tất trong ngày mà không kịp. Qua tới ngày hôm nay nè, Thanh mới sấy xong hết bầu. Và Thanh đã làm hoàn tất 7 trái bầu, cho ra 13 chum bầu luộc. Mấy chum bầu này Thanh cho vô trong ngăn đá tối qua. Hôm nay là phải lấy ra để thâu phim. Mấy cái chum bầu luộc nè, khi mà mình ăn đó, mình lấy bầu ra luộc lại với nước có dặn muối và đường, cho bầu có vị mặn mặn ngọt ngọt thì ăn cơm ngon hơn. Còn nếu mà không có muốn luộc lại đó thì mình đem bầu đi kho với cá, kiểu như kho mặn hoặc kho chay ăn cũng ngon. Còn bầu sấy khô mà sấy chưa tới mà cái độ khô khóc khô giòn á thì mình cần cất bầu trong tủ lạnh ngăn thường nếu ăn trong trong vòng vài tuần. Còn mà quý vị muốn để ăn lâu thì phải để bầu trong ngăn đá rồi. Bầu sấy khô đem ra kho chay Thanh thấy ăn là ngon nhất á. Và thêm một tô kim chi bầu. Kim chi làm hôm nay là có mùi chua rồi. Làm hôm nay là ăn được rồi đó. Đây là đợt bầu rổ trái cuối cùng trên vàng nhà Thanh, có khoảng là 11 trái đó. Mẹ à. Ồ, dính vô luôn, dính vô kìa. Dính luôn cái vàng ở dưới hả? Bảy trái bầu này là 7 trái bầu cuối cùng trên vàng. Thực ra là cái dây nó vẫn còn phát triển rất là mạnh luôn, nó vẫn leo qua bên vàng mướp đó. Chắc khoảng
kỳ này chín thao quá. Chín thao. Chỗ này thôi mà có tới 6 trái. Mấy cái kia còn nhỏ mà cưng. Cái nào còn nhỏ? Cái nhỏ mà em mình nhỏ mà. Nó cắt hết luôn đi. Nó còn nhỏ. Còn 3 4 trái nữa với một trái ở túi trong. Wow, dây bầu vẫn còn leo ra quá chừng luôn. Mà leo tới đâu Thanh cắt bỏ tới đó. Mà thường thì bông bầu chỉ ra những cái dây leo mới thôi. Anh thấy hay. Non chứ sợ. Nhìn dạng dưa leo thấy thương quá. Lá vẫn úa sắp tàn hết rồi. 2-3 trái. Một cái trái bên cái cái trái hơi già đó. Còn hai trái kia non ha. Dạ. Thôi chừa hai trái đó đi. Để thứ 6 anh đi câu cá. Đem cá về làm cá hấp bầu. Ở dưới đầu rồng Thanh để mấy cái trái to to đó, để lấy hạt giống á. Cây trên vàng còn 3 trái to, còn lại một số trái nhỏ nữa. Mới làm xong 7 trái bầu mừng quýnh luôn, chưa kịp thở vào giờ ra thu hoạch tiếp, lại bị bầu hành tiếp nữa rồi. Cái này cũng to đây nè. Cái này nó là nó cũng còn nhỏ, khoảng để ngày 2 ngày nữa ok. Thà đi non ăn ngon chứ đi già quá ăn không ngon. Dạ, cắt cho em luôn nè. Trái kia non để là ok. Rồi, còn hai trái kia là đựng là làm giống hả? Ba trái lận. Một trái ở trên vàng, hai trái xài. Ồ, vậy. Vậy.